kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Ngày hôm nay thì em về một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật, một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc hạng A. Chiếc này nhỏ của quý anh chị đây chính là chiếc Honda Brio phiên bản động cơ 1.2 RS, sản xuất và đăng ký 2021. Xe này của em thì đăng ký tên cá nhân, lăn bánh chuẩn là 18.000 km, full lịch sửa bảo dưỡng trong hãng. Xe thì mang gam màu đỏ nhé, gam màu khá là tươi, nội thất là ghế lỉ màu đen. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này. Honda Brio là một mẫu xe nhỏ gọn, thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng đi lại trong nội đô, khả năng luồn lách dễ dàng cũng như là đỗ xe thuận tiện. Động cơ 1.2 đổ dùng đó, em sẽ đi một vòng quanh xe nhé. Đây là phần đầu xe này. Đầu xe thì vẫn sử dụng bóng đèn pha là dạng halogen. Tỷ lệ bề mặt sơn của chiếc xe này của em còn lên đến trên 95%. Đây, em sẽ đi một vòng quanh xe nhé. Đây là phần đuôi xe. Thiết kế form dáng nhìn trông cũng rất là thể thao. Phiên bản RS 4 lốp nguyên bản theo xe quý anh chị nhé. La răng gần như không một vết xước này. Sản xuất là tuần thứ 21 năm 2021. Và sơ cua của xe thì cũng chưa hạ đâu. 4 lốp nguyên bản dày bịch theo xe nhé. Và đây là khoang nội thất của chiếc xe này. Xe được trang bị ghế lỉ nguyên bản theo xe, theo chỉ cam. Đó, mọi chi tiết còn rất là mới. Từ những chi tiết phần vô lăng này đến khu vực màn hình trung tâm giải trí, màn nguyên bản theo xe. Tần số đây. Đó, mọi chi tiết còn rất là mới. Có sẵn cam hành trình nhé. Xe này quý chị lấy về chỉ có việc là đổ xăng và đi thôi. Và đây chiếc xe của em thì lăn bánh chuẩn là 18.302 km. Tất cả keo chỉ, hộp số động cơ nguyên bản quý chị nhé. Quý chị có thể mang xe ra bên hãng hoặc gara tùy ý kiểm tra thiết kế thoải mái này. Zin đến từng con ốc. Còn đây là khoang ngồi phía sau của chiếc xe. Thiết kế cũng khá là rộng rãi. Có tựa đầu cho các bạn vị trí ghế ngồi. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá loanh quanh khoảng nhô 400 một chút thôi. Nhô 400 nhá. Bên em thì cũng có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe, tối đa là 65. Với những chính sách bán hàng cam kết như xe không có đâm va, không ngập nước, không thủy kích, không phạt nguội, hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không tranh chấp và không có kiện tụng. Quý anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại được ghi trên các màn hình. Em sẽ hỗ trợ 24/24 và sẽ có mức giá tốt nhất thị trường dành cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều.